vô. Thì như mọi người thấy, chúng ta lại quay ra một con app khác. À mà từ từ khoan, sao nhựa nhìn cringe vậy? Ok, nhựa nhìn cringe quá. Ok rồi, đỡ đây. Thì đây là bạn mình ha, có con Kurina cũng khá là mạnh đấy. Con Kurina khá là mạnh. Đồ như thế này, cái này có thể nâng cấp được xíu này, cái này cũng có thể nâng cấp được này. Cái này thì mình nghĩ là khỏe quá rồi. Cái này thì nó đang offset cho nên là tùy. Còn cái này thì mình thấy là thật ra cái này cũng mạnh điên mình khùng ấy, nhưng mà chắc là đang muốn liên thủy để tăng đam hay gì ấy. Còn cái này thì cũng hoàn toàn có thể nâng được ha. Ok, và tiếp theo chúng ta cũng có một con Nahida. Nahida này thì mình nhớ là nó còn hơi đỏ đỏ rồi ta. Bạn đây. Thật ra cũng mạnh đấy. Không 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 tính đội yếu, nhưng mà mình nghĩ là có thể nâng cấp được con này. 14 không có tinh thông này. Cái này có tinh thông này, cái này thì khỏe này. Ok, cái này thì khỏe. Cái này thì nó offset cho nên nó khỏe. Cái này chắc chắn là có thể nâng cấp được này. Và cái này thì cũng mạnh đấy, cái này thì mạnh rồi. Ok. Nói chung là bạn mình thì đang muốn trap set hoàng kim với lại set nói chung là hai set hoàng kim với lại đoàn kịch ha. Cho nên là thì trap thôi. Nói chung là hy vọng chúng ta sẽ được đồ nâng cấp cho Quina với lại Nahida ở đây. Và trước khi vào video thì nếu mà mọi người thích những cái content kiểu này thì mọi người hãy like, subscribe để mà ủng hộ bọn mình. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Bây giờ chúng ta vào thôi. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Thế video này như thế nào? Được được đồ nâng cấp không? Nâng cho Nahida thì khả năng là dễ thôi, không khó đâu. Đây có đồ khóa sẵn kìa. Ủa, cái này khóa chỗ nào ta? Ok, vì vì hai nhân vật cho nên chúng ta sẽ nâng xen kẽ ha. Là trap xen kẽ ha. À, mỗi 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 thứ lần này đó bỏ vô xen kẽ xen kẽ. Ủa lại có được được khóa kìa, kẽ hai đồ khóa luôn à nha, ba đồ khóa luôn chứ hơn. Từ từ, cái này được này, cái này giữ được này. Ok, giữ được. Ui cưng. Suy nghĩ thử cũng được. Bây Ui cưng. giờ mấy cái đồ khóa là cái gì đây? Cái này khóa dữ chưa? Ồ, cái này thì được Này chắc này. khóa đại ấy. Ok. Một cây bình thường đó vị. Này chứ đi. Cái này lên 4 có gì này? Ngôn ngữ. Bây giờ hai lần phòng ngự đó, là lại phòng ngự đúng không? Từ nữa đi, từ nữa. Thanos Thanos à? Nhìn có vẻ Thanos ha. Tha cho con. Bây giờ không còn là Thanos nữa, Thanos. Tao thay nói thiệt. Ok, giờ tới cái này đổi đổi chiến thuật thử coi. Thành all in nè. Thành all in nè. All in, all in, all in. Ồ. Nice. Nice. Ok, cộng một đồ này. Đó. Ok, vậy cái hiện tại chúng ta mới kiếm được là cái ngon à, không cái này này. Có thể à, không phải cái này, cái à đây cái này này, đúng rồi. Cái này là cái ngon nhất hiện tại của bạn ấy nha. Ok, ngon, vậy được rồi. Hợp lý, hợp lý. có đồ bái nữa này. Ở cái này thật ra giữ được nhá. Ôi lại hoa. Cái này mà lại có 2.000 hoa rồi đó. Ừ, hoa again. Cái này giữ được hồi nãy nè, cái này. Đây thật đồ hoàn đàn kịch không mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì gì lần chát là như một bó hề. Đàn kịch chứ có phải là Một đàn hài kịch.
đoàn kịch chứ đâu có phải là đoàn xiếc đâu. Mai anh đứng trước đi ha, tại vì chúng ta đã có cơ bản là chúng ta đã có một cái hoa đội, cũng không có yêu cầu cái này nó quá mạnh, cho nên hoa trước đi. Mà mạnh thì càng tốt không? Ừ. What? Ờ, ví dụ như vậy nè, ví dụ như vậy nè. Ví dụ như thế này cũng được. Ừ, ừ, ví dụ như vậy nè. 25 không? À. Tiếc thế nhỉ. Nhưng mà 38,9 cộng với lại 6,5 thì quả nạp rồi đó, nó một cái là khá là ngon rồi đấy. Good. Ừ. Này ngon hơn cái hồi nãy của ừ. Đối với Purina, đối với Purina thì cái đó ngon hơn. Ừ. Bye bye. Ok, ê à, nãy giờ hai cái hoa của xét đoàn kịch vào. Mấy cái còn lại không có cái gì hết nè. Hơi có điểm gì đó. Gì bốn ly ngự vậy? Mà cái ly này còn đó một crit. Ồ. Ê. Bốn cái ngự luôn nè. Bốn. Ai thế? Cho nó giữ được cái này ha. Đừng cho hoa nữa. Ừ, đừng cho hoa nữa. Chỉ đường này, ok. Mình hướng về cái tốt nhất đi, trừ cái này ra. Này thì hơi căng rồi. Ấy. Thất vọng đi. Ừ, đúng rồi đó. giá ồ khoan, bạn này có gì đó, có địa giao. Sao địa giao không sần xét bên anh mới lấy được địa, mới run ra địa giao sáng nay á. Rồi bắt đầu rồi đó, bắt đầu tới ok rồi. Hên quá, để cho cái tinh thông đi hay hiệu quả nạp đi. Ok. À, cái tặng cái cuối không à Hưng? Ây da. Ok, kệ 34 thôi cũng được, giữ tạm, giữ được, cái chùa giữ được ha. Được. Nhưng mà hơi tiếc. Nhàm. Tất công. Khoan đã. Thật ra là cũng không cần nâng cái... Thật ra không cần, nó thiệt là không cần nâng cái lông lắm đâu Hưng. Ừ. Để cái này ngon này. Thôi cứ nâng đi. Cái vấn đề là có em... Có là cứ nâng phải không? Không phải, ừ biết là có là cứ nâng nhưng mà... Cái này đang lỏ á. Thằng bạn em là... Ý cái này... Ủa từ từ. Ủa tí lại ham. Thì đó, em là người nâng cho nó mà. Cho nên là... Đó, tôi nhìn em vừa... là 7 phát hơn 21 rồi. Em vừa mới nhớ ra là em là thằng nâng cho nó cái này cho nên là... làm ủa, quái cái làm gì ma vậy? Làm quái gì cần cái lông nữa, hiểu không? Em là người nâng cái đó mà. Nâng đi, biết đâu em ra được món thứ hai nữa. À, là biết đâu em tự phá kỷ lục bản thân bằng cách em. Đúng rồi, mình kỷ lục sinh ra đã bị phá vỡ. Trong khi ạc của em không có trong khi cái ạc của em không có miếng lông nào luôn. À, rồi bỏ này. Trong khi cái ạc của em không có một cái lông nào luôn á. Thôi em ban phát lông cho mọi người. Nghe nó sai hơn. Ơi. Thật là đối giờ ra 721 thiệt không? Nó mà 721 thì ngon á. Guiding others to a treasure I cannot possess. Nó lô rô nhưng mà vẫn ngon nè. Lô cũng được, coi như vẫn là vẫn giữ. Ừ, vẫn giữ đi. Để bạn ấy cân đồ sau, nhưng mà khó. Cách tận 20 CV thì hơi khó. Đổi 20 CV lấy 10 HP thì cũng hơi khó hơn.
Wow. Có con Thảo nào trồng ngự không Thảo nhỉ? Em nhớ là chuẩn bị có con nào em cũng không biết nữa. Chỉ được nè. Nó gây sát thương vật lý cho thẳng tim mình luôn. Đúng là vật lý đánh tay vô tim mình. Tại vì cái này không có khả năng nào mà nó mạnh hơn cái cũ được á, cho mình bỏ đi. À, và anh vào tim em xem có gì nào, có gì nào. Hỏi thêm lần nữa cho cái này có cơ hội đi không mọi người. Tấn công công tỷ lệ ok. Đây cũng xem xét được Bỏ thử không không thì em nghĩ cái đó xem thật xét ra được. anh không, thật ra nếu mà đã cho Nahida là nên 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 theo kiểu kia luôn. Từ thử à, cho thử nha. Lần Bây giờ đầu nè, cái thằng này phải 100 tinh thông con mới chơi. Ai cũng được á, cũng được á, cũng được á, cũng được á, cũng được trở lên á. 16 Cho thử chơi rồi, nó lệch hết thì nó lệch hai vòng giữa thì bây chịu. giờ nó một trong tấn công tinh thông mà mình chơi được. Ở nào cũng được này. Nhưng mà vậy thì kỳ quá. Bạn 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 muốn như thế nào đây? À bạn muốn tấn công mà thì bạn dục dục bạn thôi. Bước bạn thôi, giờ sao giờ? Ok có cái này này. Bình thường tới khúc này gãy nè, gãy lần hai này, Tất cả tại Hưng này. bây giờ mình làm cú nữa xong nó lên 20 HP luôn là mất luôn là vừa nè. Nếu mọi người nãy mình chưa bao giờ chù người khác đó, có mình Hưng chù em. Cái đó gọi là cảm giác không, Không the phải, feeling. có người ta gọi là chù quá anh. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Thêm cái nữa khúc này, chỗ này á là nó làm thêm cái ngự nữa. Ừ. Cảm giác. Rồi rồi đó, dục. Mắc luôn á chứ. Kể tới nhân vật chính của chúng ta Bây này giờ cái nhân vật chính là cái đồ này ngon này, cho nên là thật ra đồ thứ tư nó nên là hiệu quả nạp hoặc đứng trong phần trăm nó sẽ hay hơn. ok Và nó ra B. mọi người like subscribe để cái đồ này ngon nhé. Hoặc là subscribe để cho đồ để cho nó ra HP được giống như mình đã nói. Nếu ủng hộ Weibo Game với phần mô tả nữa ha. Ok hai Anh Sơn nghe cái là phòng ngự rồi chứ. một không phải phòng ngự. Hey, that's pretty Sao được không? Sao hư? Thầy im rồi. Em nhắm mắt em không hay vậy? good. Wow. Sao sao nghe nó wow. Ông Hưng ổng qua thấy cái kiểu sarcasm á. Ồ ngon vãi Được. liền. Được. Ừ ngon vãi liền. Từ từ khoan. Nó ngon đi ngon khùng vậy. Bốn vòng này thì đã hút hết đấy. Ở mạnh hơn cái này này, mạnh hơn hẳn luôn ấy. Ồ, được. Từ từ nha, 10, 14 là 10, 14 là 35, 35. Còn cái này là 13, 26 7, cộng 7. Nói chung là thấp hơn 34. xíu. Ừ, nhưng mà có hai cái này, nó ngon Có quá. 40 tinh thông. Được. Nếu mà cần tinh thông thì đỡ. Cầm cái đó hả? Ừ. Ok. Nham này, tấn công này, quá nạp này. Ok này. Ok nữa này, tại sao mày không phá này? Ok được này. Ok luôn này. Ghê quá. À, hơi 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 mạnh đấy. Ok, nói chung là cũng đang đang đã đạt được một đồ nâng cấp cho cả Furina lẫn 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 Nahida rồi ha. Nếu mà tính hiện tại thì video đã thành công rồi. Tính tính Nhưng tính chúng ta không dừng tại đúng rồi, đây. nhưng chúng ta không được dừng tại đây. Còn Thánh Di Mật Lệnh là Chơi phải phải gì, phải chơi rồi. gì, mình đi. Chơi theo chơi theo tiêu chuẩn gì, của một trapper chuyên nghiệp thì chúng ta phải phải cố gắng để được đồ tốt nhất cho khách hàng của chúng ta. Cái này chúng ta sẽ bằng dùng cách sử dụng toàn bộ tài nguyên mà khách hàng đang có.
chúng ta sẽ dùng cái này trước, tại vì cơ bản là không có cách nào cái này nó trên được 50 CV đâu. Ừ, và nó tha nốt cũng không có cách nào nó lên được. Cái này thì Furina không cần, chúng ta cũng sẽ nâng trước. Furina không cần, nhưng Xin Chiêu thì cần. Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu. Ông treo câu đó là đồ đồ thì nó ngon rồi đấy. Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu. Thấy chưa, còn một cú nữa. Xin Chiêu, Xin Chiêu. Treo cái đó, cái này chắc chắn nó bốn tầm 40 CV này. Xin Chiêu, Xin Chiêu. Oh my god. Wow. Đó. Xin Chiêu. Thấy chưa? Maximum luôn, ngon chưa? Thần chú chưa? Không có kêu Xin Chiêu ở đây vậy đâu, mình quen quá rồi. Rồi kêu đi, cái này cũng cho Xin Chiêu nè. Xin Chiêu, 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 2, 3. Được, Xin Chiêu ngăn được. Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu. Rồi, hết Xin Chiêu đó. Hết lên rồi, hết lên rồi. Đó là tại em. Đổ thừa vậy. Còn này. Ai ta? Tiếc nào kìa. What the hell? Ok, ok. Từ từ nha, từ từ. Đồ này dao 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 dao. Mặc dù không có khả năng nó ngon hơn cái cũ lắm, nhưng mà chúng ta có thể thử. Ok. Ấy. Ok, video này hơi cháy à. Hơi cháy. Một cú cho Xin Chiêu lần nữa nè mọi người ơi. Lên. Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin. Phải chắc hết rồi. Hết lên rồi, hết lên rồi. Cho đồ HP của Furina cho nó không ra gì hết á. Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu. Ấy, Xin Chiêu, Xin Chiêu, lên luôn. Tới luôn cho mọi người. Xin Chiêu, tới luôn, tiếp luôn. Xin Chiêu, Xin Chiêu, Xin Chiêu, tiếp luôn hô vang của mình nào. Xin Chiêu, 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 Xin Chiêu. Xin Chiêu. Thấy chưa? What the hell? Mọi người thấy chưa? cái này dục luôn. Thấy chưa? Mọi người đã thấy cái sự thần sầu chưa? Giờ dư rồi đó. Giờ này anh hết kêu rồi. Này không sao không cho Xin Chiêu. Thử là kéo sinh đi. Cũng có cái này 40 CV rồi, cho nên là cũng nâng cho vui ơi. Chứ cũng không có gì lắm. Ừ, bỏ đi. Ừ, được á, cái lông mới được á. Anh thấy lông có tiềm năng á. Cho Xin Chiêu cái gì. Đúng rồi. Được, tiếp. Tiếp luôn. Hơi nhiều đồ cho Xin Chiêu, anh có thấy vậy không? Hơi. Cái không, đồ này không nhận được Xin rồi. Ừ thì em có nói gì đâu. Em chỉ đang coi đồ tiềm năng. Đồ này cho nè. Xin Chiêu, Xin Chiêu. Ừ nếu Xin Chiêu anh xài ngự. Còn này thì nâng tiếp. Giao, 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 giao. Giao 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 giao
không phù hộ đâu. Kìa xin kìa. Hãy cho xin kìa. Xin chiêu, xin chiêu, xin chiêu, xin chiêu. Thấy, thấy được cái xin chiêu cái ổng mới bắt đầu ổng lên hô mọi người. Xin chiêu, xin chiêu, xin chiêu, xin chiêu. Hãy cho xin chiêu đàng hoàng 15 tấn công. Thì cũng không biết nữa thôi, giữ đỡ đi ha. Con này chắc chắn xin chiêu không ăn rồi. Chưa, xin chiêu đâu có ăn được. Đi nữa này. Thôi rồi, đó. À, ổng hưng ổng cái thang rồi cái bắt đầu đồ nó không ngon. Mình là mình gọi là mình cảm thấy sự nô hút khi xin chiêu không được hưởng lợi. Ủa cái ly đó ly đi gì vậy? Thì nói dù không có đặt bốc crit đó nè, nghĩ gì không? Wow. Chúng tôi nâng việc content cho mọi người á. Chứ chúng tôi cũng không muốn nâng những cái thứ đó đâu. Vào cái onset các đồng hồ onset nào, đồng hồ onset tinh thông nào. Đấy. Ừ thứ tinh thông. Ôi. Đấy chị ta. No em, no em, no em, no em, no. No hope. No hope chứ không có Noel gì hết á. Này ra crit thì mới chơi. Thì đang chơi thôi. Hello. Sao ta? Bây giờ lên 10 không luôn. Thanos hay tới nhân vật chính rồi. Giờ muốn ôi giờ ôi hay là cái hồn nào không bảo chưa ơi. 4 vòng rồi ôi đi ôi nè đúng không rồi. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng mọi người like và subscribe. Nhắc qua nhắc lại mấy lần cho nó chắc ăn ha. Mọi người like subscribe để giúp cho bạn của mình có được một cái đồng hồ onset á. Từ từ đã mọi người à, đây không phải là lúc mọi người comment biết vậy mình không sập không sập nha, để cho mọi người đau khổ nha, không có nha. Cảm ơn đừng nha. Nào let's go. 1 2 3 French. I mean it's alright like. You à? No, no. Thật ra nó bị hôm nên nó bị hơi nó uổng chứ không phải là nó không chưa tới nỗi là dục nhưng mà nó bị uổng thật. Nhưng vấn đề là hiện tại là cái này là cái duy nhất cho nên là nếu mà cân đồ ổn, nếu mà nâng được cân đồ ổn thì nó có thể được. Tại vì như em nhớ thằng này nó có một cái ly thảo bữa. À nè. Thì nhớ không hơn bữa chắc cho Ayaka kiếm cái đồ xong chúng ta được cái ly thảo á, cái này cái này này bữa chúng nếu mọi người nhớ if you remember nhớ không đúng ra vậy là dư tỷ lại rồi đúng không thì đó nói chung cân đồ lại thôi hợp lý thật ra cũng được hợp lý thì còn bị tiếc không bị tiếc thôi HP nó nhiều quá bị tiếc thôi những lần cuối cùng này sắp hết rồi. Thì nó tới khi chắc đấu rồi đó. Ừ thì đó sắp hết rồi. Hỏa hơi nhiều nha. Thật ra cái này giữ chứ không nâng nhá. Thật ra cái này giữ luôn đi. Ừ giữ xem coi sao. Thì có gì đây. Thì thôi giờ mình chắp cho xong lần đi rồi mình nâng lần luôn đi. Ủa hai cái thảo liên tiếp kìa. Nhưng mà thảo HP này là chỉ có dao dao thôi đó. Thì anh hãy nói thêm câu nói anh hay nói đi. Ủa Ê đồng hồ tấn công sao? Tích Nari à. Ok hết rồi đấy. Giữ luôn đi. Này thì bỏ. Giữ luôn này, ok. Rồi lần cuối, một trong những lần cuối cùng. Ok.
thật sự lần cuối cùng này. Last time, last Chris. Fun fact, thằng bạn mình cầm trứng. Fun fact, thằng bạn mình cầm trứng cho nên là thật sự là nó HP chơi được. Không được. Em có niềm tin gì ở một cái nón hai ngự? Em có niềm tin là nó sẽ không bị Hưng chù, nhưng mà rất tiếc Hưng đã nói ra thì Hưng đã chù. Cái ly thảo đó cho xài được cái này ai đây? Raiden. Bây giờ mình cũng không hiểu ông Hưng lắm. Rồi, cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lại subscribe nha, lần này nói nhỏ thôi. Rồi, vô luôn. Face đi này. Đi không? Đi luôn. Rồi, thôi. Nhưng mà nãy giờ chúng ta cũng có những thứ rất là mạnh cho hai bạn rồi ha. Đặc biệt là cho Xin Kiêu, đỉnh cao đời người. Thật ra nói chung là mình cũng đang chưa biết bạn chơi thực sự như thế nào lắm, cho nên thôi cứ để Kiệt nó tự chỉnh đi ha. Nhưng mà nói chung là cũng được một vài thứ cho nó có thể tùy chỉnh đồ nhiều hơn. Coi chung cái video này cũng khá là thành công á. Cho nên là thấy chưa, tôi là tôi uy tín. Nếu như các bạn muốn nâng đồ cho Xin Chiêu, hãy liên hệ. Ok, thì nếu mọi người thích cái video này thì mọi người like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ thêm bọn mình, và mọi người hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Cảm ơn mọi người đã coi video. Gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.